Tử vi tuổi Giáp Ngọ 1954, tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu lá số tử vi của tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Quý vị thân mến, tuổi Giáp Ngọ là con giáp cực kỳ may mắn, thành công trong tháng 7 âm lịch. Họ dường như được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho, may mắn nhất, khiến cho cuộc sống ngày càng bền vững. Mặc dù từ đầu năm tới giờ do ảnh hưởng bởi cục diện lục hại thái tuế, vận trình những tháng đầu năm khá vất vả, gian truân, họ đã gặp không ít những thất bại, sôi hỏng bằng không trong thời gian này. Chính vì thế, đây là khoảng thời gian mà họ cảm thấy mệt mỏi, bế tắc nhất trong cuộc sống. Nhưng bây giờ thì khác, bước vào tháng 7 âm lịch, tháng mà được dân gian coi là tháng của ma quỷ, thì họ lại thành công rực rỡ. Dường như có một thế lực tâm linh âm thầm hỗ trợ cho họ, khiến cho vận trình ngày một tốt lên. Sự thành công của họ khiến cho biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ, thậm chí có người còn ganh ghét, đố kỵ với họ. Quý vị thân mến, may mắn không phải ai cũng có được. Vậy nên những người tuổi Giáp Ngọ hãy tận dụng thời cơ có 102 này để thay đổi vận mệnh của mình. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau phân tích về vận trình của những người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 7 âm lịch này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi trong chương trình. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân, nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Tháng Thân lục hợp tị, tam hợp tí, thiên thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tị, tuyệt mão. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Giáp Ngọ, cần chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, tức ngày mùng 8 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Mậu Tý, nạp âm Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch 13 tháng 7, tức ngày 20 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Canh Tý, nạp âm Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch 25 tháng 7, tức ngày mùng 1 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Nhâm Tý, nạp âm Tang Trá Mộc. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Giáp Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 8 tháng 7, từ ngày 15 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Ất Mùi. Ngày âm lịch 20 tháng 7, tức ngày 27 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Đinh Mùi. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Ngọ sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bạch thầy tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Giáp Ngọ. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bạch thầy tuế của thầy. Quý vị thân mến, việc lựa chọn ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi. Tử vi tuổi Giáp Ngọ tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp.
Người tuổi Ngọ nói chung và giáp Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do, độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Giáp Ngọ mệnh Sa Trung Kim là người hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Tính tình nhanh nhạy, hoạt bát, phản ứng nhanh nhẹn, lại luôn gần gũi với mọi người nên họ có nhân duyên khá tốt. Trong tình yêu, người tuổi Giáp Ngọ rất dễ rung động, họ dễ bước vào nhưng cũng rất nhanh kết thúc khi cảm thấy không còn phù hợp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng có tấm lòng bao dung, bác ái, khẳng khái và rất nhiệt tình. Họ là người có tố chất lãnh đạo, có tinh thần tư duy, sáng tạo. Song đôi lúc bản mệnh còn thiếu kiên trì nên dễ làm hỏng chuyện lớn. Giáp Dương Mộc gặp Bính Dương Hỏa nên được gọi là Thiên Ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, gia chủ tuổi Giáp Ngọ nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Sự nghiệp của người tuổi Giáp Ngọ. Với tuổi Ngọ 1954, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết gia chủ đã thành thơi hoặc làm ít dần hoặc sắp nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu bản mệnh vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng bản mệnh đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, mọi người nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt cho gia chủ. Mọi người chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý, đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Với Giáp Ngọ vẫn đi làm, đương số phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức trong công việc, đòi hỏi phải tổn hao nhiều công sức hơn mà thành quả thu về chưa chắc đã đúng theo mong muốn. Hung vận khá lớn, bản mệnh dễ dính vào họa thị phi, tranh cãi, vừa ảnh hưởng công việc, vừa khiến uy tín bị giảm sút. Hung vận khá lớn, bản mệnh dễ dính vào họa thị phi tranh cãi, vừa ảnh hưởng công việc, vừa khiến uy tín bị giảm sút. Nguyên do chủ yếu từ việc đương số khó kiểm soát cảm xúc cá nhân, dễ nóng vội, phát ngôn có phần phóng khoáng, khiến kẻ tiểu nhân nóng mắt, tìm cách phá quấy, hãm hại. Tuy nhiên trong cái hại lại có cái may, khó khăn hiện tại đồng thời lại thúc đẩy tuổi Giáp Ngọ nỗ lực hơn, vận dụng linh hoạt hơn năng lực sẵn có của mình để xoay chuyển tình thế. Nhờ vậy mà thành tích đạt được tốt hơn, hiệu quả công việc được nâng cao không nhỏ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tài lộc của người tuổi Giáp Ngọ. Xét vận trình tài lộc tháng Bính Thân năm Tân Sửu, họa phá tài đang ập đến. Tuổi Giáp Ngọ xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bạn mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bản mệnh. Sức khỏe của người tuổi Giáp Ngọ. Tử vi tháng 7 âm lịch cho rằng, trong tháng này sức khỏe có chút khó khăn với người tuổi Giáp Ngọ. Đánh rằng ở tuổi này, sức khỏe gia chủ đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm, có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do gia chủ chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn nặng lòng với công việc, không có thời gian. Sức khỏe của người tuổi Giáp Ngọ rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm. Do đó, gia chủ cần chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất, kẻo họa ập xuống đầu. Bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm, theo tuổi của gia chủ Giáp Ngọ, sinh năm 1954. Tình duyên của người tuổi Giáp Ngọ. Tử vi tháng 7 cho thấy, các mối quan hệ của tuổi Giáp Ngọ có thể không suôn sẻ.
Những người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bản mệnh có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, hai người đã sống với nhau trọn đời, vì vậy biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau. Trong tháng này, gia đình bản mệnh sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với quý vị về luận giải vận trình tuổi Giáp Ngọ trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị, thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Mọi người đừng ngần ngại, hãy bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi, những dự định công việc của quý vị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Giáp Ngọ tháng 7 âm lịch, mọi người hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.